17 km đường ray trên cao Metro Bến Thành Suối Tiên sẵn sàng chờ thử tàu. 11 nhà ga trên cao tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng với 17,1 km đường ray đã lắp xong để chờ thử tàu. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, MAUA, gói thầu CP2 đoạn trên cao và các depot của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên, Metro số 1, đến nay đã thi công đạt 84,3% khối lượng công việc. Liên danh nhà thầu Sumitomo Sienko 6 đang hoàn thiện lợp mái 11 nhà ga đoạn trên cao. Nhà ga Rạch Chiếc, Thảo Điền, Phước Long, Bình Thái, Công nghệ Cao, Thủ Đức, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Suối Tiên đã hoàn thành lớp mái. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ 3 ga còn lại gồm Tân Cảng, An Phú, Văn Thánh để đảm bảo tiến độ, phấn đấu đạt 90% khối lượng vào cuối năm nay. Hiện hệ thống đường ray tuyến Metro đã hoàn thành lắp đặt, thông tuyến. Tại các nhà ga, các công nhân đang tất bật thi công hoàn thiện lắp thiết bị như hệ thống nhà điều hành, bán vé, lắp thang máy, thang cuốn. Theo MAUA, ban đang làm việc với các đơn vị liên quan để kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, sớm nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài cùng đoàn tàu từ Nhật Bản về Việt Nam. Hiện tàu Metro số 1 đã qua các bước kiểm tra kỹ thuật cuối cùng chờ xuống cảng.